Cả nhà không ai tin nhé, mọi người nói là cái răng của em xoay ngang như thế này thì làm sao nó có thể chỉnh lại được. Không ngờ trong quá trình răng cái răng bên này á, nó đang xoay ngang mà rất là kỳ diệu, nó xoay sao nó lại đúng đưa về cái cùng hàng. Và cái răng bên này thì nó đang ở hẳn một cái hàng thứ hai bên dưới. Và bác cứ đưa lên một cách từ từ, nó cũng có trong quá trình làm, nó cũng sẽ có quá trình một chút. Nhưng mà cái kết quả của mình là chị nha, cái này rất là nhiều năm tiếp theo là cái răng trên này này chụp một cái răng giả bên ngoài thì nó gây cái tiêu xương ở hai bên này, nó bị tiện bên trên này. Thì chị rất là xấu hổ với cái răng đấy, hồi chị không bao giờ dám nói với ai là chị trồng răng giả. Mọi người cứ thắc mắc từ hồi trước là trồng răng và nó xấu lắm, họ bọc cho mình một cái vòng màu đen xì ở bên trong này, trong gặp ai cũng hỏi sao cái gì đen xì này. Nên mình sau đó là cái răng bên này thì nó xoay ngang, thì thức ăn thường xuyên nhét vào kẽ mà mình không để mình lấy được nó, là mình phải đào bới, mình phải moi móc, cũng cái gì mất cả nửa tiếng ấy. Rất là khó chịu. Và thật sự đi mình cũng được tư vấn về cái vấn đề răng ấy thì mình cũng không lắm. Vì mình thấy là bây giờ răng mình đã chụp cái thì nó khó chịu như này, bây giờ các bạn đồ điều trị rất hợp lý đúng không? Rất là phát đồ điều trị hợp lý nên mình không làm. Xin chào các bạn, mình là Xuân, hiện tại mình đang có mặt tại cơ sở 1 Nam Khoa Minh Châu. Bên cạnh mình đây là một chị gái vô cùng cá tính và xinh đẹp, nhìn như là ca sĩ Mỹ Linh ấy chị nhờ. Vâng, thì hôm nay thì chị đã là chính nha khoảng 2/3 chặng đường rồi. Thế thì hiện tại chị đã trải nghiệm bác sĩ phục vụ ở phòng khám rồi, thế nên là chị cho em xin một ít cảm nhận về quá trình trước khi niềng, trong khi niềng và hiện tại tại Nam Khoa Minh Châu được không ạ? Chị có thể giới thiệu về tên mình và ngày tháng năm sinh của mình không? Mình tên là Lan, mình sinh năm 86 và chị hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Thì thật ra trước khi đến nha khoa thì mình cũng rất là sợ niềng răng, rất là sợ đến nha khoa. Thế đến khi nha khoa mình thấy bác Yên chia sẻ về cái phương pháp làm thì mình thấy rất là ưng, vượt qua nỗi sợ đấy mình chỉ nha, bởi vì là những điều mình cần. Trước đây là khi mà mình đi tư vấn để làm sao răng mình có thể là xử lý những vấn đề nó bất ổn, tự nhiên là mình hút răng này, dẫn đến tình trạng là răng bị đổ và nó bị những cái khoảng trống khi thức ăn nó nhét vào ấy. Và đấy là thứ nhất. Thứ hai là ở hàm răng trên của mình là có thấy răng giả và nó có hiện tượng là nó bị tiêu xương, thì mình khá lo lắng về vấn đề này. Có mình được tư vấn là có thể là chụp răng, nhưng mà mình không thích làm điều đấy, mình muốn là giữ những cái răng thật của mình. Muốn là được cải thiện như thế nào để cho cái hàm răng của mình có thể đẹp hơn nhưng mà vẫn giữ được răng cũ, chứ không phải là chụp răng giả hay là cấy thêm răng. Thì sau khi đến nha khoa làm thời gian thì đầu tiên thì cũng có chút khó chịu trong quá trình niềng, là nó chán ăn đi một chút, nhưng mà mình thấy rất là hài lòng. Sau khoảng thời gian niềng thì mình thấy là rất là kỳ diệu luôn ấy. Thì là bởi mình thấy là cái răng của mình là một bên răng, cả nhà không ai tin nhé, mọi người nói là cái răng của em xoay ngang như thế này thì làm sao nó có thể chỉnh lại được. Không ngờ trong quá trình niềng răng cái răng bên này á, nó đang xoay ngang mà rất là kỳ diệu, nó xoay sao nó lại đúng đưa về cái cùng hàng. Và cái răng bên này thì nó đang ở hẳn một cái hàng thứ hai bên dưới. Và bác cứ đưa lên một cách từ từ, nó cũng có trong quá trình làm, nó cũng sẽ có quá trình một chút. Nhưng mà cái kết quả của mình rất là khó lòng, kết quả đạt được. Thời điểm này rất là cảm ơn bác Yên và mẹ. Thì theo như chia sẻ của chị Lan thì chị Lan đã đi một số các nha khoa và người ta đã tư vấn cho chị là bọc sứ, bởi vì cái răng của chị hai cái tăng hai nó đặc thù vào trong, cho nên là người ta muốn tư vấn bọc sứ để cho mình kiểu cung hàm nó đều đặn đấy. Nhưng mà chị Lan rất là tỉnh táo nhá, cho nên là lựa chọn được một cái nha khoa gần như là ổn định để giải quyết những vấn đề như là mất răng, cái răng khoa cho chị đấy. Thì trong quá trình làm thì có kiểu đau hay khó chịu đúng không? Chị có cảm của chị Lan cắm mấy cái vít chị Lan nhỉ? Của chị là cắm 3 vít. Vâng, chị có cắm các bạn, một số các bạn người đang sợ về cái vấn đề cắm vít ấy. Thế đối với chị Lan thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Đầu tiên sợ. Sợ lắm. Đầu tiên rất là sợ cái là chụp cắm vít. Bởi vì là mình sợ đau mà. Nhưng đến khi cắm vít thì mình thấy là cắm nào không biết luôn. Cắm nào không biết luôn. Thế là mình bảo là trong quá trình làm răng của mình thì cái mình sợ nhất là cái cắm vít. Mình nghĩ là trời ơi, một cái dụng cụ kim loại vào răng mình ghê ghê đấy. Nhưng đến khi cắm vít thì được tiêm thuốc C, lâu cả mức cắn thế nào đâu. Từ cắm mặt là cắn kết. Nhưng mà đâu có chẳng thấy đau gì cả, về nhà thì chỉ muốn hai hôm, một vài hôm mà nó hoàn toàn về bình thường. Nhưng mà
đánh đổi cái này để được một cái lớn hơn thì nghĩ là xứng đáng. Vâng, cảm ơn chị. Theo như chị, một số các bạn có thắc mắc là kiểu như là độ tuổi, kiểu như là hơi lớn tuổi thì sẽ chỉnh lâu hơn hay là nó sẽ đau hơn nọ kia, thì theo chị Lan là chị Lan sinh năm 86 đúng không? Đấy, cũng là khá khá rồi, nên là chị Lan cảm thấy như thế nào về những cái kiểu cái câu hỏi của các bạn là lớn tuổi rồi thì không dám nhiều nữa, hoặc là răng nó sẽ chạy lâu, hoặc là nó sẽ không đúng kế hoạch, thì theo chị Lan thì đối với trường hợp của chị thì cảm thấy những câu hỏi đấy là nó có đúng hay không? Cái câu hỏi này cũng là câu hỏi của mình trước đây đấy. Thế ạ. Bởi vì là trước đây mình thấy một chị bạn của mình, chị lớn hơn một tuổi, mà ồ sao chị này cái tuổi như mình răng hơi kỳ, hơi thắc mắc. Xong chị cũng nói là thứ nhất là về cái chính sách là các nhà khoa bây giờ cho chính sách trả góp, nên là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người nếu ai muốn mình răng nhưng mà chưa có đủ chi phí ngay. Vâng ạ. Thì cái quá trình đấy nó cũng không là phải dồn một khoản kinh tế khá lớn vào về đà thì đấy là ok, khá hay. Và vấn đề thứ hai là mọi người ai cũng nhu cầu làm đẹp mà. Vâng ạ. Các người, các chị 40 tuổi hay thậm chí các chị 50 tuổi chị cũng vẫn có nhu cầu làm đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề của như bản thân mình đi làm răng ấy, thì cái vấn đề đẹp nó đứng thứ hai thôi, nó không phải đứng thứ nhất. Bởi vì cái điều mình muốn nhất là cái cải thiện làm sao để cho cái răng của mình nó về với tự nhiên và nó được sử dụng một cách gọi là làm cho mình không gợi sự khó chịu và thoải mái thôi. Còn cái đẹp nó đứng hai, vì xấu thì nó đã là mình chấp nhận cái răng mình xấu rồi bạn ạ, nhưng mà nó vẫn làm sao để nó tiện dụng nhất. Vì trong quá trình cái răng cũ của mình nó sẽ gây cho mình nhiều sự khó chịu, và mình thấy là nếu mình có thể đánh đổi để có cái bộ răng hàm đẹp hơn và các cái vấn đề về tiêu xương được xử lý này, với các vấn đề thức ăn nó đỡ nhất và kẽ thì nó xứng đáng. Vâng. Tiếp theo đó là mình cũng thắc mắc cái câu hỏi về vấn đề là tuổi tác. Vâng. Thì mình cũng có thắc mắc với bạn tư vấn cho mình là nói là cũng tùy răng chị ạ, cũng tùy người. Thực ra độ tuổi của chị vẫn cứ chỉnh nha được, thì mình thấy là sau mình chỉnh nha mình thấy là thực ra có thể là các bạn trẻ hơn, các bạn sẽ hàm răng sẽ chạy nhanh hơn mình một chút, nhưng mình thấy là của mình nó cũng đi hoàn toàn bình thường. Nó cũng không đi theo kế hoạch đâu chị, hoàn toàn không có. Chỉ có lúc mình thấy rất là nhanh, chỉ cái răng ở bên này này nó đang cụp xuống dưới mà nó đưa lên chỉ trong vòng khoảng một tuần thôi, mình thấy nó khác rồi. Đấy, thế là mình nghĩ rất là kỳ diệu. Nó không hề quá là như mọi người vẫn lo lắng đâu. Vâng ạ. Vậy thì em thay mặt nha khoa cảm ơn chị đã tin tưởng nha khoa Minh Châu đến thời gian này. Mong là chị em mình sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm và chia sẻ cho các bạn hơn về dịch vụ điện răng. Xin chào và hẹn gặp lại.